Xin chào anh chị. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn anh chị cách thức để anh chị có thể mở một cái lời mời hợp tác và tìm kiếm những COI giới thiệu khách hàng bảo hiểm cho anh chị. Anh chị cũng biết là trong ngành bảo hiểm của chúng ta ấy, khách hàng chính là yếu tố sống còn đối với một người làm tư vấn bảo hiểm. Chính vì vậy mà anh chị luôn phải suy nghĩ cách làm sao để chúng ta có thể mở những cái nguồn khách hàng tiềm năng thường xuyên và liên tục. Và công việc này thì không hề dễ dàng đúng không anh chị? Chính vì vậy mà Big Family cung cấp thêm một cái dịch vụ để hỗ trợ cho anh chị dễ dàng tìm kiếm những đối tác giới thiệu khách hàng tiềm năng cho anh chị thông qua danh thiếp phát triển COI tại Big Family. Và anh chị đang nhìn thấy danh thiếp ở trên màn hình anh chị nhé. Danh thiếp này sẽ giúp anh chị phát triển được COI hiệu quả vì giải quyết được 3 cái bài toán khó trong quá trình mà anh chị mở rộng COI. Đầu tiên là COI của anh chị không cần biết gì về bảo hiểm, cũng không cần biết về bán hàng. Họ chỉ cần hướng dẫn cho các khách hàng tiềm năng hoặc những khách hàng mà họ thấy tiềm năng quét một cái mã QR như anh chị đang thấy ở trên màn hình. Và mã QR này sẽ được đính vào những cái tranh ở trong kho tranh của Big Family. Sau khi quét mã QR thì họ cũng không cần phải bán hàng. Khách hàng tiềm năng của những COI của anh chị chỉ cần quét mã và vào danh thiếp của COI. Đây, anh chị đang thấy là tôi đang giới thiệu cho anh chị. Đó chính là danh thiếp của COI. Ở trên danh thiếp này thì đầu tiên dĩ nhiên là sẽ có thông tin về COI đúng không ạ? COI mà chúng ta đang giới thiệu ở đây chính là tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa này của anh Ngọc. Và nếu mà tiệm tạp hóa của cô hoặc chú hoặc là anh chị nào đó, anh chị chỉ cần ghi tên của đúng cái tiệm tạp hóa đó vào đây là được. Như vậy thì khi mà chủ tiệm tạp hóa mời khách hàng tiềm năng quét mã QR để bước vào danh thiếp này, họ sẽ cảm thấy rất tin tưởng anh chị ạ. Ngay bên dưới danh thiếp là một số thông tin về địa chỉ của tiệm tạp hóa cũng như là một cái lời chào mà chủ tiệm tạp hóa chào khách hàng thay cho anh chị để giúp anh chị dễ dàng có được cái niềm tin từ khách hàng tiềm năng. Khách hàng họ có thể chủ động xem các thông tin về bảo hiểm anh chị nhé. Thậm chí là ở đây có đến 3 cái công thức rất là đơn giản để khách hàng tự đo lường các mối quan tâm của họ. Và sau khi đo lường thì khách hàng có thể là chụp màn hình hoặc là nếu mà anh chị thương tiếc với chủ tiệm tạp hóa thì anh chị hãy hướng dẫn họ là có thể nhờ khách hàng làm cái bảng khảo sát này, sau đó chụp lại màn hình và gửi qua email thông qua cái việc là bấm vào cái nút là tôi muốn tư vấn. Và cái nút này sẽ được kết nối chung email cùng với anh chị và chủ tiệm tạp hóa. Đây là cách để anh chị giải bài toán khó thứ hai trong cái việc mình mở rộng COI. Tại vì á, muốn tiếp cận được COI và muốn cho chủ tiệm tạp hóa đồng ý trở thành COI của anh chị thì anh chị cần phải có một cái giao kết minh bạch thông tin giữa hai bên với nhau. Anh chị chỉ cần làm một cái tài khoản email sử dụng chung giữa anh chị và chủ tiệm tạp hóa, sau đó gắn tài khoản đó lên đây. Khách hàng họ gửi cái thông tin tư vấn bảo hiểm hoặc họ gửi cái màn hình khảo sát của họ qua cho anh chị thông qua email này thì cùng lúc đó anh chị và chủ tiệm tạp hóa đều nhận được. Hai bên minh bạch thông tin với nhau và rất dễ dàng bước đến việc hợp tác. Tại vì họ đủ tin tưởng anh chị, họ tin tưởng rằng anh chị sẽ minh bạch cái thông tin với họ để có thể là trả cái phần hoa hồng giới thiệu đúng không ạ? Tiếp theo đó chính là thông tin giới thiệu về anh chị, đôi nét về tư vấn viên, về chuyên gia tư vấn để cho khách hàng biết được rằng là anh chị chính là người sẽ tư vấn bảo hiểm cho khách hàng chứ không phải là chủ tiệm tạp hóa. Cách này sẽ làm cho chủ tiệm tạp hóa rất là vui mừng khi hợp tác cùng anh chị vì họ chỉ cần mời khách hàng quét mã QR mà thôi. Còn lại thì tất cả các công việc anh chị đều làm hết và chủ tiệm tạp hóa gần như không cần phải tư vấn gì cho khách hàng. Mà nếu anh chị tư vấn và chốt được hợp đồng bảo hiểm thì họ sẽ có hoa hồng và có thêm thu nhập đều đặn hàng tháng. Đây là một cái cách thức để anh chị rất là dễ dàng mở một cái lời mời hợp tác với COI tiềm năng và phát triển được rất nhiều cái trung tâm giới thiệu khách hàng cho bản thân mình để mình có thêm nhiều khách hàng tiềm năng và kinh doanh bảo hiểm thành công. Và danh thiếp COI này sẽ giúp cho anh chị dễ dàng thuyết phục được cái đối tác của mình, được cái người mà có khả năng sẽ hợp tác với anh chị. Anh chị chỉ cần mang cái mẫu danh thiếp này để tới trình bày một cái câu chuyện hợp tác với COI của anh chị và sau khi họ hợp tác thì chúng ta mới bắt đầu khởi tạo cái danh thiếp này anh chị nhé.
Và không những vậy, ngay phía dưới danh thiếp là sẽ có một quy trình tư vấn rất là minh bạch, anh chị thấy không? COI này của anh chị, họ thấy được cái sự chuyên nghiệp từ anh chị. Và dĩ nhiên là tất cả các sản phẩm mà anh chị đang phân phối, anh chị đang công tác tại công ty bảo hiểm nào thì chúng ta sẽ đính kèm với sản phẩm của công ty đó anh chị nhé. Và các phần giới thiệu về công ty bảo hiểm rất là chuyên nghiệp. Và danh thiếp COI này sẽ giống như là một website hợp tác giữa anh chị và đối tác của mình. Và đồng thời ở đây sẽ có những cái cổng cho khách hàng đăng ký thông tin rất minh bạch. Anh chị và đối tác của mình sẽ cùng nhau nhận thông tin đó và minh bạch với nhau để đưa đến một cái việc, đó chính là một cái sự cam kết hợp tác dài hạn. Và COI của anh chị chỉ cần mời khách hàng quét cái mã QR như trên màn hình, hoặc anh chị có thể sử dụng cái kho tranh mà Big Family tặng cho anh chị, sau đó đánh mã QR này vào cái bức tranh mà anh chị cảm thấy phù hợp với tiệm tạp hóa này nhất, và in cái bức tranh đó dán ngay ở cái tiệm tạp hóa để cho tất cả khách hàng, tất cả những người mua hàng tới tiệm tạp hóa này có thể dễ dàng quét cái mã QR và cùng tìm hiểu bảo hiểm, và giúp cho anh chị có thêm nhiều khách hàng tiềm năng, có thêm nhiều doanh thu, giúp cho tiệm tạp hóa sẽ có thêm cũng nhiều doanh thu hàng tháng. Đây là một cái giải pháp thực sự rất là tốt để giúp cho anh chị dễ dàng mở rộng nguồn khách hàng của mình và phát triển lâu dài với nghề tư vấn bảo hiểm anh chị ạ. Anh chị sử dụng cái bộ hướng dẫn bán hàng của Big Family bao gồm tranh bảo hiểm đã được tặng sẵn và danh thiếp mẫu này để tới ngồi lại cùng với những COI tiềm năng của mình và mở đầu một câu chuyện hợp tác để có thể có thêm được thật nhiều đối tác giới thiệu khách hàng cho anh chị và cùng nhau phát triển anh chị nhé. Chúc anh chị sẽ áp dụng thật là thành công. Xin chào anh chị.